Hiện tại tôi đang có mặt tại Đầm Sen, Tây Hồ, Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng 31 độ C, trời ít nắng và có gió nhẹ. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi cho các du khách đến đây vào mỗi dịp cuối tuần để lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp với sen. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mọi khoảnh khắc bên sen đều là những khoảnh khắc đẹp. Nhiều bộ ảnh khi được đưa lên mạng đã gây ra những ý kiến trái chiều. Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân thậm chí phải đưa ra thông báo về việc chụp ảnh tại các vườn hoa, ao sen trên địa bàn. Hiện nay chúng ta chưa có một chế tài cụ thể để chúng ta xử lý như thế nào. Nó là một hình ảnh phản cảm. Và với cái bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thì đang tuyên truyền, vận động người dân thực hiện là những việc chúng ta nên làm và không nên làm. Có một lần tôi gặp rồi, sau cái lần đấy là tôi xử lý luôn, tôi không cho sợ thợ ảnh đến Đầm Sen và tôi cũng nói luôn thẳng với cả cậu thợ ảnh ấy là không bao giờ được làm những cái việc như thế, bởi vì Đầm Sen này nó rất là tinh túy, nếu mà các cậu làm như thế nó sẽ mất đi cái bản sắc văn hóa. Bản thân tôi thấy những cái bức ảnh phản cảm đấy nó rất là mất lịch sự ấy. Và tôi đồng tình và ủng hộ với quyết định của phường và những cái người mà đến chụp ảnh sen ở đây, chúng tôi đều nhắc nhở họ là đều phải có ý thức. Ranh giới giữa khoe vẻ đẹp cơ thể ở góc độ mỹ học với sự thô thiển dung tục rất mong manh. Vì thế có rất nhiều bức ảnh phản cảm ra đời, làm xấu đi vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen khi người chụp không có cái tâm và không có kỹ năng trình độ nhiếp ảnh.